Tử vi năm 2021, tuổi Bính Thân, sinh năm 1956, nữ mạng. Thứ nhất, tổng quan năm 2021. Nữ mạng sinh năm 1956, tuổi Bính Thân, tức tuổi con khỉ, thường gọi là Sơn Thượng Chi Hầu, tức khỉ trên núi, mệnh sơn hạ hòa, nghĩa là lửa dưới chân núi, sao chiếu mệnh gặp sao mộc đức, vận hạn hạn tam kheo, vận niên hầu thực quả, thái tuế năm 2021 không phạm hạn thái tuế, tam tai năm 2021 không phạm hạn tam tai, tuổi kim lâu năm 2021 phạm kim lâu thê. Hạn hoang ốc năm 2021, Phạm Lục Hoang ốc. Thứ hai, sao chiếu mệnh tuổi bính thân sinh năm 1956 nữ mạng trong năm 2021. Tuổi bính thân sinh năm 1956 nữ mạng trong năm 2021 gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một phước tinh thuộc hành mộc trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Dù nam hay nữ mà được sao này chiếu mạng đều gặp may mắn một số tác động thường gặp đối với người được sao mộc đức chiếu mệnh thứ nhất quý nhân trợ mệnh có thể gặp được người tốt chỉ bảo thêm trên con đường sự nghiệp kinh doanh được ví như vén mây mờ để nhìn thấy mặt trời mặt trăng thoát khỏi mờ mịt tối tăm tuy nhiên với người mới bắt đầu khởi nghiệp cần cẩn trọng đề phòng thất bại hôn nhân hòa hợp tốt về mặt cưới hỏi nếu phụ nữ mang thai gặp sao mộc đức chiếu thì tính cách đứa trẻ sau này kiên cường điềm tĩnh quyết đoán có bạn bè mới có cơ hội tăng quan tiến chức công việc bình an sinh tài sinh lợi đối với việc học tập của một số người thì năm này đánh dấu một mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập của mình thường gặp thầy giỏi bạn tốt giúp đỡ trong học tập và giành được thành tích cao đề phòng thương tật ở mắt gia trạch gặp bất hòa nhưng mọi người trong nhà đều bình an không có gì đáng ngại người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp mộc đức tinh thì sẽ gặp trở ngại ở tiền vận nhưng cuối năm lại thuận lợi an toàn thuận lợi là thế nhưng khi có sao mộc đức chiếu mệnh không nên quá tự phụ kiêu ngạo hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến mọi người xung quanh đặc biệt là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước gặp phải chuyện khó thì bình tĩnh tìm cách giải quyết để tăng cường thêm cát khí, tránh hung tìm cát do vận hạn gây ra cho bản mệnh, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy cát lành, vòng tam hợp quý nhân phù trợ, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải tai ương, đem đến may mắn, bình an, quý nhân phù trợ cho thân mệnh, vượng tài, vượng vật. Thứ ba Vận hạn tuổi bính thân sinh năm 1956 nữ mạng trong năm 2021 Quý bạn tuổi Bính Thân sinh năm 1956 nữ mạng trong năm 2021 gặp hạn Tam Kheo. Hạn Tam Kheo là hạn chủ về sức khỏe, người gặp hạn tam kheo nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do sâu sát ngoài ra hạn tam kheo cũng nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân xương khớp người xưa dùng câu tam kheo thống nhãn thương thủ túc để mô tả tất cả những việc mà người gặp hạn tam kheo phải gánh chịu trong vòng một năm về sức khỏe những người có hạn tam kheo trong năm cần chú ý thường bị đau mắt và tay chân những tuổi gặp năm hạn tam kheo có thể bị các bệnh suy giảm thị lực đau mắt cẩn thị một số người khác có thể mắc các bệnh liên quan đến xương khớp tay chân hoặc bị té ngã dẫn đến tay chân bị thương tích về đời sống không nên tụ họp ở những nơi đông người tránh xa những sự khiêu khích và phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này cũng như nhẫn nhịn trước mọi việc nếu không rất có thể những điều này sẽ gây nên sự rắc rối trong cuộc sống của bạn những cách giải hạn tam kheo có thể kể đến như sau Thứ nhất, nên tu dưỡng bản thân, trau dồi phẩm chất đạo đức, làm nhiều việc lương thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những hoạt động từ thiện giúp đỡ những người khác thường mang lại may mắn cả về sức khỏe lẫn công danh. Có thể nói đây được coi là cách giải hạn tam kheo nói riêng cũng như mọi loại hạn nói chung. Thứ hai, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ thị lực, tăng cường vitamin A trong thực phẩm, hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh, khói bụi, ô nhiễm, giữ vệ sinh nguồn nước cũng rất quan trọng. Những bạn làm công việc liên quan đến cơ khí, hàn gắn thì cần phải trang bị bảo hộ đầy đủ, kỹ càng. Khi làm việc với máy tính, điện thoại với cường độ lớn thì cần nghỉ ngơi phù hợp. Thứ ba, vận dụng cách giải hạn tam kheo, việc cải thiện phong thủy nhà ở cũng được đề cập đến, tránh để tình trạng hơi ẩm cao, giữ ấm khi thời tiết chuyển lạnh để đề phòng các bệnh về xương khớp, tay chân, ngoài ra nên vận động thể dục thể thao để có sức khỏe tốt. Thứ tư, đối với các vấn đề thị lực, miệng tiếng, châm biếm đả kích, phê bình thì các bạn nên có kiến giải thông đạt, không nên chấp vặt, thù dai. Để bụng, để tinh thần chất chứa những điều không vui, hãy coi như họ nói đùa mà thôi. Thứ tư, hạn thái tuế. Trong năm 2021, có 5 con giáp phạm hạn thái tuế, đó là tuổi sử, mùi, thìn, ngọ, tuất. Như vậy, trong năm 2021, thì tuổi bính thân sinh năm 1956, nữ mạng, không phạm hạn thái tuế. Thứ năm, hạn tam tai. Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là ba, số 3, thứ ba, còn tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy, cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai bản mệnh tuổi thân tý thìn gặp hạn tam tai vào năm dần mão thìn bản mệnh tuổi dần ngọ tuất gặp hạn tam tai vào năm thân dậu tuất bản mệnh tuổi tỵ dậu sửu gặp hạn tam tai vào năm hợi tý sửu bản mệnh tuổi hợi mão mùi gặp hạn tam tai vào năm tỵ ngọ mùi Bản mệnh tuổi Bính Thân theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai: Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, Mậu Dần, Kỷ Mão, Canh Thìn, Canh Dần, Tân Mão, Nhâm Thìn, Nhâm Dần, Quý Mão, Giáp Thìn, Giáp Dần, Ất Mão, Bính Thìn. Như vậy trong năm 2021, tuổi Bính Thân sinh năm 1956 nữ mạng không phạm hạn tam tai. Để kích hoạt mở cung tài lộc, trong năm 2021, các bạn nên kết hợp sử dụng thẻ kim bài ngũ lộ thần tài đặt trong ví, trong túi sách, két sắt hoặc ban thờ thần tài để khai vận tài lộc luôn đem lại may mắn. Thứ 6. Hạn kim lâu Tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn kim lâu có bốn dạng, đó là kim lâu thân, là kim lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn kim lâu nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà, phải năm kim lâu. Thứ hai là kim lâu thê, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Thứ ba là kim lâu tử, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Thứ tư là kim lâu lục xúc, đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì một 3, 6, 8 thì kim lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu. Cụ thể, dư 1 là phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử, dư 8 phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm hạn kim lâu là tân sửu, tân mùi, kỷ sửu, kỷ mùi, canh dần, nhâm dần, canh thân và nhâm thân. Như vậy trong năm 2021, tuổi Bính Thân sinh năm 1956, nữ mạng là 66 tuổi, phạm tuổi Kim Lâu, Kim Lâu Thê. Thứ 7. Hạn Hoang Ốc Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu, sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt và 3 cung xấu. Cụ thể như sau, nếu vào các cung nhất cát, nhì nghi, tứ tấn tài là 3 cung tốt, còn ba cung tam điện sát, ngũ thọ tử và lục hoang ốc là ba cung xấu. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam điện sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc tam địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư, trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2021, tuổi Bính Thân sinh năm 1956 nữ mạng là 66 tuổi âm phạm hạn tuổi hoang ốc, lục hoang ốc thứ 8 vận niên năm 2021 tuổi Bính Thân sinh năm 1956 nữ mạng trong năm 2021 gặp vận niên hầu thực quả Hầu thực quả là hình tượng khỉ được thỏa sức tự do ăn hoa quả. Năm nay bản mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn, có những công việc bị ách tắc từ thời gian trước thì đến nay lại gặp được cơ hội giải quyết dứt điểm. Đường công danh như rồng gặp mây, bản mệnh cứ thẳng bước tiến về phía trước, mặc cho có người ghen tị gây khó dễ, Kinh doanh buôn bán thuận buồm xuôi gió, thi cử dễ đạt được khoa bảng. Tuy nhiên, trong năm gặp vận niên này, đường tình duyên của bản mệnh không được tốt đẹp cho lắm, hay bị nghi kỵ, ghen bóng, ghen gió, bởi vậy năm này bản mệnh nên giữ mình cẩn thận và thủy chung. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video này để ủng hộ cho Phong Thủy Bạch Dương nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.